Có. Hai từ này sẽ biết là chữ gì sẽ đọc cho mẹ nào? Bây giờ mình sẽ xếp chữ nào? Sẽ thấy chữ bờ nó là hình gì? Thì con lấy cái hình này con để lên đây để mình ghép chữ bố nhá. Chữ bờ. Con bơ không ta? Bờ con để đây. Bờ rồi đến chữ. Chữ gì đây này? Đây này chữ bố đây con này. Đây đây này con này. Và dấu. Và dấu sắc. Ô, dấu sắc là chữ ố đúng không? Sẽ tìm xem chữ ố là hình gì nào? Đúng rồi, nó là hình gì đây? Hình thoi. Hình thoi, màu cam thì con phải lấy đủ hình thoi cho mẹ nha. Làm mấy cái tấm đấy nhỉ? Rồi con để lên đây. Con xếp đúng hình chữ bố cho mẹ nha. Đấy con xếp đúng hình đấy cho mẹ nào. Đấy, con để hai tấm vào với nhau. Đúng rồi. Thế là được chữ bố chưa? Rồi tiếp nào? Chữ mẹ là hình gì với hình gì? Mẹ. Chữ gì đầu tiên nhỉ? M. M là hình. M này. Con thấy chữ M chưa? Đâu, đâu. Hình gì đây? Hình ta đâu hình này. Hình này đúng. Rồi con lấy hình thang cho mẹ nào để ghép chữ mẹ nhá. Mình sẽ để sang bên đây. Đúng rồi, để xa xa một tí. Và chữ gì tiếp theo đây? Chữ gì với dấu gì nhỉ? Chữ E với dấu nặng. E với dấu nặng là chữ E. E đúng không? E mình không có gì mình là E. Đó, thế con tìm chữ E đi. E. Có gì hai chữ E ạ? Đâu, chữ E đâu? Là hình gì đấy? E. 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 Đúng rồi, hình gì đấy nhỉ? E. Có hình gì đấy? Có gì? Chữ E là hình gì nó? Thấy người tròn. À, thế con lấy người hình tròn nó ghép cho mẹ này. Giống hệt hình đấy luôn không? Đúng rồi, con để đây. Đúng rồi, nó sẽ đã ghép được chữ. Bố, mẹ. Quá giỏi. Em, em. Em. Em, bé. Sắc bé. Thế là chữ em bé. Chuẩn luôn, thế bây giờ sẽ ghép chữ em bé cho mẹ nha. Được không? Chữ E. Wow, thấy chưa? À, ở đây. E đến chữ này, chỗ này chứ. Đúng rồi. M. M. Ở đây con đi. Ở đây con đi. Là hình gì đây? Đặng. Đặng. Tiếp nào. Tiếp theo chị em rồi bây giờ đến chị bé nào. Bờ. Bờ là hình gì đây? Bờ. Thôi tìm chữ bờ đi. Chữ bờ ở đâu? Bờ. Ừ, hình gì đấy con? Hình thang. Đây mới là hình thang chứ con. Hình đấy có 6 cạnh. Lục giác. Lục giác. Nào hình lục giác đấy con đấy. Rồi. Đấy cả mẹ. Con để đây. Lúc hết cái này mình lấy rồi. Mình lấy ở dưới kia nhỉ. Lấy dưới kia mình lấy mẹ. Lấy cái này đi. Chữ em tôi bây giờ tức là mình ghép chữ mẹ đâu. Con lấy cho mẹ ra phải sao? Để xa nhá, hai chữ nó cách nhau gần thấy không? Nào tiếp theo. E. E và dấu. Dấu sắc. E và chữ sắc là nào? E. Có thấy chữ E không? Đâu đâu? E. À là hình gì đấy? Hình gì đấy? Là hình. E. Hình ở chữ E là hình gì với hình gì ghép lại kia? Hình em. Hình mái nhà. À hình đấy là hình gì với hình gì ghép lại? Hình vuông với hình vuông với hình. Đúng rồi. Mái nhà. Lấy đi. Hình vuông nào. Thế có hình tam giác rồi con lấy thêm hình vuông đi. Đúng rồi. À, thế là sữa đã ghép được chữ. Chữ em bé. Quá rồi, hai phải. O L. E O L. M L mèo. Thuyền mèo. Chân mèo nó con đen con mèo. Mèo 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 mèo. Mèo. À, còn đây chữ này. Chữ này giống như chữ các bạn con vừa học đấy. Chữ này giống ờ. O. O N. O N. Con. Con. Cứ con. Thế là cả chữ mèo. Cả chữ này làm nào? Mèo. Con. Mèo con. Mèo con. Đúng rồi. Con đê. Đ U. Đ U. Đu. Đ U. Đu. Rồi, tiếp... Đu rồi. Đúng rồi, tiếp nào. Đ U. Đ U. Đ U. Đu. 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 À, hai chữ này là đu đủ rồi. Yeah, hai vai. Đu đủ. Đúng rồi. Đây là chữ gì sẽ biết chưa? A I. Ai ai. M E A. A mai. Đ U. Đu. Ngã. Đố. Mai. Đố Quyền. Yeah. Tên của bạn nào đi? Mèo.